không đồng hóa rồi. Thật ra nói đồng hóa không chẳng biết, từ Bến Tre mới Sóc Trăng đấy, cái gạo này nó rẻ hơn này, mà cái gạo hôm trước gạo rẻ hơn, đa phần vẫn là dân cái gạo 5 cân ấy mà rẻ, không có rẻ là gạo con đông rẻ như vậy. 5 cân nào mình có gạo 5 cân nào? Gạo 5 cân công ty ấy. Cá rẻ mà nấu cơm thì sao? Sao bằng gạo nhà kia, gạo ngon nhất thế giới mày mẹ. Ừ, thế mà ăn gạo có ngon muối là gạo ngon nhất thế giới. Gì có gạo gì ngon bằng được. Mẹ là con bảo là cái gạo của con mang về cái gạo công ty về trong kia đến đêm. À nó ngon. Đây là miếng này là miếng cá chép này. Ừ, bây giờ giờ bay là bây giờ. Thực ra giờ thấy rất là phí, tại vì Giang thấy cái lạnh này vào trong cái nóng khó chịu. Đúng rồi, nó phải có sự quen. Cái năm em vào ấy, năm đấy Sài Gòn mát, ở Hà Nội thì nóng mỏng. Chả khác một tí nào, nhiệt độ bằng nhau đi. 11 giờ đêm bay nào xong, chạy xe máy không Sài Gòn. Đó bảo lần đầu tiên vào Sài Gòn có mộng, chắc không có gì thay đổi. Ngày hôm sau, nó nắng. À, nóng mà. Hai đứa đêm lần này vào không là đi chơi đâu được, xong vẫn ở nhà mình chả hát tí nào. Không cả nữa. 26 28 26 27 độ. Nhưng mà mùa này mùa khô đúng không? Đang khô dốc ra đúng không? À mùa này mùa khô đúng không? Không phải mùa mưa. Nó nói là mùa khô nhưng mà cũng không phải là khô nẻ. Khô là mưa hay không thôi. Mùa khô tức là mưa hay không. Nhưng con nghĩ là lại chiến đấu thôi. Mức độ rào rồi. Chứ cứ có mặt của Hà Long lại cám dỗ không chịu được. Cũng phải làm hai bữa nữa mà. Thôi ít nhất là một bữa là tập hợp binh sĩ. là theo phương diện của nhà nước thôi. Ăn cái nào giàu cái đấy, chứ bây giờ gửi nhà nữa phải ngồi uống hàng xóm nhé. Thì gọi thêm ông bạn ông bè nào là uống luôn một thẻ đủ mâm. Chứ đỡ phải hai lần. Đỡ phải hai lần. Đỡ phải ba lần. Hai lần. Xong rồi lò dò khối cơ quan mà anh ở quê ra rồi à hay thì làm tí chăng hay đến nhà em chứ đấy. Cũng mà phải để cân nhắc. Nhưng mà U50 nếu bảo là nếu không ấy thì ông về đấy mà ở ông ra Quảng Ninh làm gì. Mà U50 thì có nhiều lý do hơn. Ừ, có nhiều lý do hơn, nhưng mà 50 thì lại có thằng U50 50 nữa gọi. Ừ thì cái bọn 60 nó lại gọi nhau. Như là thằng thằng Đường Tông này. Thì nó áp lực. À, không có cũng dài hơi lắm đấy. Cũng dài tập. Mẹ gì mình đàn đầy chủ quán rượu thì khách đến rồi không? 4 thằng 2 chiều thằng. Khách sao cực kỳ. Sao mở quán rượu cho bà nhỉ? Không có sao tiền để giả chứ. Ở sao không? Bà cứ mà, món như này. Lúc nào vào mở quán rượu lại đi. Bà phục vụ quán nhậu thì mẹ hơi bị chuẩn. Hơi bị đỉnh. Mẹ khách nhậu không bao giờ hết mồi. Nhìn gần gần hết mồi. Thế nó mới cân bia nhiều mới lái. Không, nhưng mà đó, nó rất hay là phương châm của quán mở ra được khoảng 19 ngày. Mà không thua được vốn. Cái gì mới ăn bảo thưởng lại nhỉ? Khách thì rất rộn ra, nhưng mà đến đoạn mua đồ trước theo thì hết tiền. Bán này mãi lắm. Bán này mãi. Tính ra lúc bà bên bọn Mỹ là có những cái cửa hàng anh em ấy. Tức là giống kiểu là trường tự chọn ấy. Xong rồi cuối cùng cũng phá sản là bởi vì lỗ. Mở cửa được hơn năm là quay lò nó có cháy vậy không? Thế phải ủ lại cho nó có thời gian nó chín, cái nó giòn cái hạt. Quay lò ra từ ngoài vào lên trong. Ngày xưa toàn phải ủ vào khăn mặt rồi bỏ vào chăn bông. Thực ra ủ khăn là cái động tác nó cũng rút nước ra cái khăn ấy, rồi nếu mà còn hơi nước. Ra này như bà kinh doanh ấy. Bà kinh doanh là bà tính này lãi là lãi ngay. Chứ bà không tính này đến chi phí chung. Chứ tính đuôi. Nên là đâm ra có những rủi ro khác rồi, và không đưa vào nên đâm ra lãi dòng vẫn âm.